chương trình Nghe để ngẫm, thẳng thắn tự soi, nghiêm túc tự sửa. Quốc Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đã trải qua một ngày cuối tuần như thế nào ạ? Riêng Quốc Khánh cùng chương trình Nghe để ngẫm của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh rất hy vọng sẽ có thể mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn với các tiểu phẩm hài hước dí dỏm. Nhưng rồi sau đó sẽ có nhiều vấn đề khiến cho mỗi người trong chúng ta phải suy ngẫm. Kính thưa quý vị, có lẽ mọi người đã quá quen thuộc với câu nói thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng, có đúng không thưa quý vị? Lúc trên thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, khuyết điểm cũng như chứng bệnh, phê bình thì giống như uống thuốc. Nếu sợ phê bình thì chẳng khác nào là có bệnh mà giấu bệnh, không dám uống thuốc. Như vậy thì bệnh tình lại càng nặng thêm, không chết cũng la lết quả dưa. Thưa quý vị, phê bình đúng người đúng việc là việc làm tích cực, đáng được biểu dương. Tuy nhiên trong thực tế, có những người lợi dụng việc phê bình đồng chí đồng nghiệp của mình để công kích, nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín danh dự của nhau theo kiểu bới lông tìm vết để nhằm hạ bệ người khác. Nói đến đây, chị Phúc Ánh lại nhớ ngay đến câu chuyện này để giới thiệu đến quý vị thính giả. Đó là tại sao chúng ta lại phê bình không khách quan, không kịp thời nhắc nhở đồng chí đồng nghiệp của mình mà tích lũy khuyết điểm của người khác, chờ thời cơ để ra đòn triệt hạ đối phương với động cơ cá nhân không trong sáng. Với tiểu phẩm Chị Em, Phúc Khánh hy vọng rằng quý vị sẽ có một góc nhìn cho riêng mình về vấn đề này. Sáng hôm nay, vẫn như mọi ngày, Trinh và Mai đang ngồi thống kê hồ sơ giấy tờ trong phòng làm việc của mình. Hôm nay, chồng Trinh có vẻ ủ rũ hơn. Cô ngồi hoàn thiện báo cáo để trình lên giám đốc mà than ngắn thở dài. Thì ra là sự cố mà Trinh và Mai gặp phải trong chuyến công tác vừa rồi. Mai an ủi bao nhiêu thì Trinh lại lo lắng bấy nhiêu. Mệt ghê, chán gì đâu. Gì vậy? Tự nhiên chuyện đâu trời rơi xuống xui với là xui. Kỳ này hả, thưởng cuối năm điệu này là thua. Trời ơi, giờ này mà em còn lo cái vụ mà thưởng cuối năm nữa hả? Lo cái vụ mà họp với sếp để mà tự phê bình đi kìa. Tự phê bình gì? Đâu phải lỗi của mình hoàn toàn đâu. Do thiên tai bão lũ nữa chứ bộ. Thì cái chuyện thiên tai thì đâu có ai muốn đâu. Nhưng mà đúng là trong cái vụ việc này á, là do tụi mình xử lý dở thiệt. Tại tụi mình không có sự chuẩn bị trước á. Trời ơi chị, bão lũ làm sao mà mình có sự chuẩn bị trước được. Bất ngờ chứ bộ. Mà đâu phải em không bị thiệt thòi đâu. Điện thoại em nè, hư màn hình, hư luôn cái camera nữa. Trời ơi, chán ghê. Đã vậy thôi về tới đây bị sếp la, bắt giải trình. Rồi chưa gì hả, còn kêu là trừ lương tháng nữa. Trời, chán gì đâu. Cái vụ điện thoại đó thì thôi đừng có buồn nữa. Coi như của đi thay người đi. Còn cái chuyện mà trừ lương tháng là quy định của công ty rồi thì làm sao mà mình biết được. Thôi chị hay quá. Chị đâu bị thiệt hại giống em đâu nên chị nói dễ nghe. Mệt gì đâu. Thôi lo làm bản báo cáo đi. Mà hôm bữa cái bản báo cáo đó là chị để ở trong cái file ở trong máy vi tính của em á. Bây giờ em cho chị mượn chị hoàn thành luôn đi rồi còn gửi cho sếp nữa. Nè. Thôi đừng có bực mình nữa mà. Mệt gì đâu. Nói xong, Trình thở dài bước ra ngoài mặc cho Mai vẫn đang tập trung làm việc. Hùng đi ngang qua, vội kéo Trinh lại. Anh nhìn xung quanh một cách đề phòng, rồi nói khẽ. Cái gì? Biết tin gì chưa? Chưa nói sao biết? Đúng rồi, chưa nói sao biết. Sao nói đi? Giờ nói vậy. Cái người mà chị em, cái người mà đồng hành với chị từ bữa tới giờ á, sắp thăng chức. Nhỏ tối nghe mới giật. Thăng chức. Coi. Tin nội bộ, tin hành lang cho nha. Đừng có la lớn, lỡ mà biết được thì hỏi tôi từ chối á. Chị em. Trình ấm ức lắm, nhưng sáng nay đi làm vẫn tươi cười niềm nở hơn cả mọi ngày. Còn mua hẳn đồ ăn sáng cho mày. Chị, em mua mì cho chị nè. Trời ơi, cảm ơn nha. Trời ơi, biết sáng trường sáng mua chỗ mì á. Thương chị quá à. Ừ, mì ngon lắm á.
đúng là chỉ có mình em hiểu ý chị nè, biết chị không ăn bơ, làm bài ổn thì không bơ đúng không? Đúng rồi, không bơ không ớt, nhiều thịt. Ăn đi ăn đi. Ăn như cái chỗ mà chị hay ăn hả? Ngồi rồi. Ủa chị hay ăn chỗ đó hả? Thôi tính ra chị em mình tâm linh tương thông ghê chứ. Em đâu có biết đâu, em mua cái chỗ em hay ăn mà té ra cái chỗ em hay ăn cái chỗ chị hay ăn luôn. Ừ. Hiểu không cái này không? Ngon quá, chị ăn đi. Rồi ăn đi. Cào bắn hỏng. Trong lúc Mai vừa làm việc vừa tranh thủ ăn vội ổ bánh mì mà Trinh mua, thì Trinh lại lén lút để tranh thủ chụp lại Mai đang ngồi ăn, và cũng không quên ghi lại hình ảnh các mảnh vụn bánh mì rơi vãi trên bàn. Ngon quá, ăn hết nhiều bánh mì. Trời đất ơi, vậy không tôi son luôn mà chị. Chị, em mới mua cây son nè, màu đẹp lắm, đánh thử đi. Rồi, chị đánh mà hợp là em mua tặng chị một cây. Chị bình thường là chị thích màu này lắm. Chị hả? Chị thích mấy màu tươi tươi vậy nè. Màu đẹp á. Mịn môi quá à. Và tất nhiên là cảnh Mai thoa son ngay trong phòng làm việc cũng được Trinh tranh thủ ghi tất cả vào điện thoại của mình. Đúng là cái màu này hợp chị thiệt á. Cảm ơn nhiều nha, chả là thôi giữ xài luôn đi. Vậy hả? Không mới mà ngại quá à. Ôi, có gì đâu, chị em thân quá trời. Thương ghê. Thôi giờ chị xuống á, chị photo cái bản kế hoạch này, có gì chiều mình đưa sếp coi. Dạ. Chuyện này là chết cho tôi. Chiều nay công ty có một cuộc họp. Trinh vào khá sớm, cô đang gấp một mảnh giấy to, chi chích chữ theo từng nếp, trở thành một mảnh giấy nhỏ vừa lòng bàn tay. Ngắm nghía trông có vẻ rất hài lòng. Hùng vỗ vai từ phía sau làm cô giật bắn người. Trinh, giật mình dữ vậy. Chị mới cái gì á nha, nãy giờ em đi vô đây, em đi từ ở cửa vô đây len lén em nhìn thấy chị ghi ghi chép cái gì lắm, mờ ám lắm, mà em vô em đứng đây nửa giờ 30 phút rồi mà thấy chị không biết em vô luôn. Vô 30 phút tạo vừa vừa thôi ông ơi. Đó mà chị ghi chép vậy đây. Tội trạng của bà Mai. Cái gì? Tội trạng của chị Mai? Ừ. Nè, thấy không? Quá trời tội luôn, không nhớ phải ghi ra giấy luôn. Nhắn tin với bộ, thân dụng trong văn phòng, tô son, xấu tính đồng nghiệp, gọi điện thoại, thái độ làm việc, có vấn đề. Ôi sao mà nhiều như vậy? Ừ thì đó, quá trời nhiều luôn, tôi phải ghi ra giấy. Lát nữa sếp vô tôi báo cáo cho sếp biết, hạ bệ bà xuống, cho bà khỏi lên chức luôn. Ê, thôi, em thấy cái chuyện làm này là không ổn đâu nha. Phải nhiều ổn? Tự nhiên mà ổn. Trời đất ơi, bả ở đó giờ làm chung phòng, mở miệng ra chị em vậy mà nỡ lòng nào hạ tôi xuống để bả lên chức. Bả làm vậy được, sao tôi không làm vậy được, đúng không? Không ngờ mới ngày nào còn chị em bây giờ sao lại tèm lem thế này. Thôi mà nói gì nói nha, cái chuyện này là của chuyện riêng của chị với lại chị Mai thôi, không có lôi kéo em vô á nha. Ê, sao không lôi kéo vô, hai đứa mình chung phe mà. Ê, không có nha, vụ này là không có á. Hôm bữa là em chỉ là cung cấp thông tin nội bộ cho chị thôi, chứ em với chị là không có chung phe nha. Nếu mà ai hỏi là em chối à. Không chung phe đúng không? Ừ. Không có chung phe thì lát cũng ngồi yên nghe chưa. Có chuyện gì để một mình tôi xử lý, đừng có can thiệp vô. Thôi thì thà vậy đi, cho nó rõ ràng. Ê, sếp vô. Dạ, sếp bộ. Chào cậu. Dạ, sếp. Rồi, bây giờ vô trọng tâm công việc nha. Tôi muốn nghe giải trình về chuyến công tác vừa qua. Hai cô có gì cứ nói đi. Dạ, sếp. Bữa đó em bị bệnh, em không có đi công tác chung với hai chị được. Nên... Hồi nãy tôi kêu là hai cô cứ nói đi. Thôi kêu anh ra. Anh thích làm cô. Dạ không sếp. Dạ thưa anh, cái chuyến đi công tác vừa rồi á, đúng là do tụi em sơ suất cho nên không có đưa ra cái hướng giải quyết hợp lý. Đáng lý ra là em phải gọi điện thoại về báo anh để anh quyết định, chứ không thể nào dựa vào cái lý do là bão lũ mà không đến kho Hà Minh để kiểm tra cái lô hàng hóa đó. Em xin tự phê bình, rút kinh nghiệm lần sau. Còn về chi tiết á, thì em có ghi rõ trong bản báo cáo để trình lên anh rồi. Cô Trinh. Cô có điều gì muốn giải trình không? Em thì em tự kiểm điểm bản thân và em xin nhận những cái kỷ luật phía công ty dành cho em.
Nhưng mà cái chuyến vừa rồi mà mình không có kiểm tra hàng được á, một phần á là do bão lũ, nhưng mà cái phần lớn hơn nữa là trách nhiệm thuộc về chị Mai à. Ông Tuấn và Mai tỏ ra rất bất ngờ vì những lời nói của Trinh. Đó. Ủa Trinh, em nói gì vậy? Dạ thì chị Mai, mặc dù là chị em mình là làm chung một phòng, rồi tình cảm cũng gắn bó lâu năm, nhưng mà có những chuyện là em nghĩ là em phải nói cho sếp biết, em không thể nào bao che chị hơn được nữa. Ủa chị làm cái gì mà em bao che chị? Em nói coi chị làm cái gì? Em là em phải nói thiệt cho sếp biết. Dạ thưa sếp. Dạ cái chuyến vừa rồi á, mà cái người mà cản em không cho em báo cáo về công ty là không đi kiểm hàng được là chị Mai. Có chuyện đó hả? Dạ. Mà em á là em cấp dưới, em đâu có quyền quyết định đâu. Mọi cái là em phải theo chị Mai, cho nên chị Mai nó không được báo cáo, em cũng không được báo cáo luôn. Dạ. Ủa Trinh, cái lúc đó đó khi mà chị đưa ra quyết định á là em cũng đồng ý mà. Hơn nữa anh Tuấn á từ đầu là đã không có theo sát cái bản hợp đồng đó thì làm sao mà anh đưa ra quyết định được. Cô Mai à, cô cứ yên lặng, cô cứ yên lặng. Xin chị Mai tiếp đi. Dạ. À, dạ ngoài cái chuyện mà không có đi kiểm tra hàng được á, thì trong một cái quá trình dài chị Mai làm việc ở công ty, em cảm thấy thái độ làm việc của chị Mai là vô kỷ luật. À, vô kỷ luật hả? Dạ. Em có thể trình bày rõ hơn được không? Đi làm trễ. Dạ, không có đi đúng giờ. Không đúng giờ. Dạ, dạ. Rồi biết cái gì đặt bánh ra. À, đem đồ ăn thức uống vô văn phòng, rồi ăn uống, rồi làm rơi vãi, rồi đổ tùm lum tà la, rồi làm ô nhiễm môi trường của công ty. Ô nhiễm môi trường công ty. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ còn. Dạ, dùng cái giờ làm việc của công ty rồi nhắn tin cho bạn trai, sử dụng giờ của công ty làm việc riêng. Dạ, dạ con. À, nếu mà đọc không thấy thì mình đưa xét xác lên con mắt của mình á. Dạ, dạ. Cứ đọc đi, tôi cho phép mà. Còn cái từ xấu gì cứ nói ra. Dạ, chị chỉ còn hay tô son trang điểm trong giờ làm việc. Còn gì nữa không? À dạ 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 còn hình á, em có chụp hình lại để làm bằng chứng. Em gửi mail cho sếp sao? Tôi biết rồi, tôi biết cô đã chuẩn bị rất là nhiều rồi. À cô Trinh à, cô có biết là trong danh sách đề cử lên chức trưởng phòng tôi có ghi tên cô đúng không? Dạ, dạ sếp mới nói gì? Tôi có ghi tên cô trong danh sách đề cử lên chức trưởng phòng. Sắp tới đó chị sẽ lên chức trưởng phòng. Em được lên chức trưởng phòng. Dạ. Chúc mừng chị, chúc mừng chị, chúc mừng nha, chúc mừng nha. Nhưng mà khoan đã. À, cô nghĩ là một người trưởng phòng tốt sẽ như thế nào? Có ích kỷ, có nhỏ nhen, có sống lúc nào cũng chỉ vụ lợi cho bản thân, lúc nào cũng chăm chăm lấy ra những khuyết điểm của đồng nghiệp để mà bêu xấu đồng nghiệp trước mặt người khác, và đặc biệt là có ghi lại tất cả những sai phạm của đồng nghiệp để tìm cách trình bày lên sếp, và trình bày một cách rất là trẻ con, giống như là những đứa học sinh copy bài vậy. Và tôi nói cho cô biết, chức trưởng phòng năm nay sẽ không thuộc về cô. Buổi giao trình kết thúc. Ủa sếp, em sếp. Này là chị em. Kính thưa quý vị, với phần tham gia của các diễn viên Oanh Lê trong vai Trinh, Bích Ngọc vai Mai, Đức Cảnh vai Hùng là nhân viên trong một công ty, Lê Nam vai ông Tuấn giám đốc. Qua tiểu phẩm cùng tên vừa rồi thì chúng ta có thể nhận thấy rất rõ những hành động của ông Trinh chỉ vì ích kỷ cá nhân mà phê bình theo kiểu vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, nhằm cố tình hạ thấp uy tín của người khác để tạo lợi thế cho bản thân mình với động cơ cá nhân không trong sáng. Đó, học đầu khác, chính là biểu hiện thứ 16, nằm trong nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, lợi dụng tự phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng. Có thể khẳng định rằng, nếu đoàn kết làm nên sức mạnh của đảng, thì tự phê bình và phê bình được coi là cội nguồn sức mạnh ấy. Đó vừa là nguyên tắc,
vừa là vũ khí sắc bén trong công tác xây dựng đảng nói chung và công tác kiểm tra giám sát của đảng nói riêng, giúp cho tổ chức đảng phát huy ưu điểm, khắc phục những thiếu sót khuyết điểm. Mỗi cán bộ đảng viên phải phê bình một cách thẳng thắn, chân thành nhằm giúp đồng chí đồng nghiệp nhận rõ sai lầm, sửa chữa khuyết điểm để không ngừng tiến bộ trên nguyên tắc tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, chống thổi phồng hoặc bóp méo sự thật và biết phân tích ưu điểm, khuyết điểm của đồng chí mình theo quan điểm toàn diện và quan điểm lịch sử cụ thể. Chỉ có phê bình như thế mới là phê bình chân chính và mới có tác dụng. Nói cách khác là phê bình có văn hóa. Và rồi khi câu chuyện của chương trình khép lại, hy vọng rằng mỗi người chúng ta sẽ tự soi rọi lại chính mình từ những gợi mở ấy. Đó chính là thông điệp của chương trình Nghe Để Ngẫm mong muốn được gửi đến. Đến đây thì Phú Khánh xin được gửi lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ sau.